Phan Mạnh Quỳnh bị gửi thư nặc danh khi đi diễn, nội dung lá thư chấn động. Ai theo dõi đã lâu thì chắc chắn sẽ biết, show đào búc Phan Mạnh Quỳnh đi diễn cũng rất hời vì không những chỉ hát mà anh ta còn kiêm luôn cả diễn hài, khiến cho khán giả có những pha cười không nhạt được mồm. Cơ mà mới đây, một khán giả đã bất ngờ tiến lên sân khấu và đưa cho Phan Mạnh Quỳnh một lá thư nặc danh. Thường thì thư nặc danh sẽ có nội dung đe dọa hoặc tương tự thế, nhưng lá thư nặc danh này nó lại lạ lắm. Ok, em sẽ có một bức thư nặc danh là nhờ anh Quỳnh báo rời xe này gấp giúp em nha. Biển 49A42652. Đầu tiên trong chuyên nghiệp luôn á. Không. 49A42652. 49A42652. Chỗ chỗ. Chỗ. Em nghĩ là báo thế là rất là rõ luôn mà. Nào, tiếp tục. Không biết có phải anh trông xe nào mà đi xem show, quên luôn công việc không, mà lại để cả khán giả lẫn ca sĩ phải được fan dở khóc dở cười như thế này đây. Đúng là Quỳnh không hài, cái hài nó tự vận vào người Quỳnh.